thì nó liên tục nó tạo đỉnh cao dần và các đáy cao dần, nhưng ở đây nó lại làm một cái động tác là squat thanh khoản. Hi, chào mọi người, mình là Trang. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Fendipay. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách giao dịch còn pha hai tham phe mình như thế nào, để từ đó anh em có thể biết được là chúng ta sẽ làm gì khi mà hai tham phe của chúng ta nó ngược chiều với nhau. Thì nhìn vào đây mình có vẽ cái mô phỏng cho anh em. Thì nhìn vào đây mình có thể thấy được là bên đây là H1, bên đây là M15. Thì khi mà cái xu hướng H1 nó đang tạo cho anh em một cái xu hướng tăng, thì nó liên tục nó tạo đỉnh cao dần và các đáy cao dần, nhưng ở đây nó lại làm một cái động tác là squat thanh khoản. Squat thanh khoản nghĩa là sao? Là nó chỉ để làm một cái râu, nó không có quét bằng thân nến, nên thành ra là cái xu hướng hiện tại của chúng ta khi mà giá nó tạo chóp qua đây thì giá nó vẫn là một cái xu hướng tăng nha anh em, bởi vì giá nó không có quét được cái thân nến mà giá nó chỉ quét được cái râu nến thôi. Nên thành ra là ở đây nó vẫn là cái swing high, swing low của cả một cái xu hướng tăng này. Rồi khi mà chúng ta vào M15 thì anh em có thể biết được là trong một cái sóng influx, tức là cái sóng đẩy của cái time frame H1, thì diễn biến của nó tạo ra rất là nhiều cái cấu trúc nhỏ trong cái sóng influx của nó. Thì mình thấy được là trong M15 này giá nó đã tạo ra một cái xu hướng tăng, và ngay lập tức là giá nó đã bị cái xu hướng giảm để kiểm soát thị trường khi mà giá nó chóc qua đây. Thì đây là cái swing low quan trọng của cái time frame M15, và lúc này là xu hướng M15 nó đã chuyển từ tăng sang giảm, nhưng H1 vẫn là một xu hướng tăng. Thì chúng ta sẽ đi theo cái time frame lớn và chúng ta chỉ follow time frame nhỏ về những vùng quan trọng của time frame lớn thôi nha anh em. Đó, vì bởi vì sao mà khi mà chúng ta giao dịch chúng ta cần phải ít nhất hai time frame để làm gì? Cái thứ nhất, time frame lớn nó sẽ cho anh em là xu hướng quan trọng của trong ngày và xu hướng chính hiện tại. Cái time frame nhỏ nó sẽ giúp cho anh em gì? Nó sẽ giúp cho anh em cái thứ nhất là confirm lại cái time frame lớn, và chúng ta có thể giao dịch counter trend, tức là chúng ta bám theo cái sóng hồi hiện tại của time frame nhỏ về những vùng quan trọng của time frame lớn. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng triệt để của hai khi mà giao dịch hai time frame mà như thế nào. Thì đây, khi mà giá nó chóc qua cái time frame M15 ở đây rồi thì chúng ta sẽ follow theo cái sóng pullback về cái vùng swing low của cái time frame H1. Thì khi mà chúng ta đã về đến cái vùng quan trọng của xu hướng H1 rồi, chúng ta sẽ không tiếp tục follow theo sóng giảm hiện tại của time frame M15 cho đến khi giá nó phá được cái này. Thì lúc này là gì? Chúng ta sẽ có đồng pha hai time frame H1 và time frame M15 đồng pha xu hướng giảm. Còn ở trong trường hợp này á, thì anh em có thể thấy được là khi mà giá tiếp cận đến cái vùng swing low của cái time frame H1 thì giá nó đã làm một cái động tác là nó đã tạo một cái boss và tiếp tục giá nó tạo một cái chóc. Nó chóc ở đây nghĩa là sao? Nó đã confirm cho anh em lại thêm một lần nữa là lúc này xu hướng M15 nó đã chuyển thành xu hướng giảm sang tăng, nó đã đồng pha với lại cái time frame H1 rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ làm động tác gì? Chúng ta sẽ tìm kiếm một cái cơ hội mua lên. Thì anh em sẽ ở đây chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái công cụ khá là quen thuộc luôn ha, đó là công cụ BD. Thì BD này sẽ giúp cho chúng ta gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta lọc ra những cái vùng demand và những vùng supply nào đáng giao dịch. Thì ở đây á, đối với cái lệnh mua chúng ta sẽ tìm kiếm những cái vùng lệnh mua dưới cái vùng discount anh em nha. Thì ở đây mình sẽ chia ra, đây là ba mốc, đây là premium, còn đây là discount. Thì chúng ta sẽ tìm những cái vùng demand ở bên dưới cái vùng discount này, chúng ta sẽ mua lên. Rồi thì nó sẽ rất là nhiều kỹ thuật, nhưng ở đây là mình sẽ chia sẻ những kỹ thuật đơn giản nhất cho anh em để chúng ta có thể giao dịch theo, từ đó mà chúng ta đem được cái tỷ lệ lợi nhuận cho mình anh em nha. Rồi thì ở đây á, mà mình vẽ cái mô phỏng ở đây thì bây giờ mình sẽ đi vào trong chart để cho anh em có thể hình dung rõ hơn về cái cách giao dịch đồng pha hai time frame như thế nào nha. Ở đây mình sẽ sử dụng hai time frame là time frame H1 và time frame M15. H1 nó sẽ có tác dụng gì? Mình sẽ dùng nó để đánh giá toàn bộ cái xu hướng hiện tại đang là xu hướng gì, và time frame M15 mình sẽ confirm cho những cái vùng quan trọng của cái time frame H1 ha. Khi nhìn vào đây á, thì anh em có thể thấy được là xu hướng hiện tại của H1 100% là xu hướng giảm rồi đúng không ạ? Khi mà giá nó bounce qua đây thì anh em có thể dùng cái công cụ PD này, chúng ta sẽ đo. Chúng ta để đo để làm gì? Chúng ta sẽ tìm những cái vùng giá nó nằm trên cái vùng premium này thì chúng ta sẽ mua xuống, chúng ta sẽ bán xuống. Thì anh em có thể thấy được là cái đỉnh gần nhất khi mà giá nó tạo bounce qua đây thì nếu như mà có những anh em nào mà mình xác định cấu trúc theo kiểu này á, thì khi mà anh em đánh giá nó sốc qua đây rồi anh em tìm kiếm một cơ hội mua lên á, thì anh em sẽ bị fail trong cái trường hợp này. Bởi vì sao? Bởi vì là giá nó bounce qua đây và hoàn toàn cái đỉnh này nó nằm dưới cái vùng premium nữa, nên thành ra là nó chỉ là một cái minor rate thôi. Thì minor là gì? Thì anh em có thể xem lại cái video phía trước của mình có nói rất là rõ về cái minor rồi anh em ha. Rồi thì ở đây mình đã xác định được là những cái vùng này của mình. Đầu tiên là mình xác định được vùng này. Rồi cái thứ hai là mình có thể là xác định được là vùng này. Thì mình sẽ có tất cả các vùng. Thì ở đây mình sẽ có hai vùng supply. Cái đầu tiên á, cái này là mình sẽ cho nó là màu xanh dương đi anh em nha. Bởi vì sao? Nó là cái swing 2. Swing 2 của toàn bộ cái xu hướng giảm hiện tại. Còn cái vùng này sẽ là cái vùng supply của mình. Thì bởi vì sao mà mình lại nói cái vùng này là vùng supply? Thì anh em có thể thấy được là từ đây giá bắt đầu tạo xuống và giá nó đã phá vỡ cái vùng demand ở bên này nè anh em. Đó, nó đã phá vỡ cái vùng demand lúc này là nó đã làm chủ xu hướng, cái vùng supply này làm chủ xu hướng rồi. Và đồng thời cái vùng supply này nếu mà anh em zoom kỹ lên tí xíu nữa thì mình có thể thấy được là giá nó có tạm có giai đoạn là nó quét thanh khoản ở đây. Thì đây là cái vùng mà mình cảm thấy là nó khá là uy tín để cho mình. Thì lúc này khi mà anh em đã xác định được rồi á, mình đã xác định được là mình sẽ timing ở đâu thì mình sẽ vào trong cái low time frame để làm gì? Chúng ta sẽ đợi cái cấu trúc hiện tại của nó đã chuyển từ cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm, nó đã đồng pha với cái xu hướng hiện tại rồi thì chúng ta mới có thể tìm kiếm một cơ hội chúng ta bán xuống. Bởi vì sao? Khi mà anh em qua cái time frame M15 nè, giá nó chạm đến cái vùng supply của cái time frame H1 thì giá rõ ràng ở trên đây nó đang tạo cho chúng ta một cái dữ liệu giá là xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng, không phải là một cái xu hướng giảm. Thì khi mà giá nó di chuyển như thế này thì khi mà nhìn vào M15 thì mình có thể thấy rõ ràng là giá nó đang di chuyển như thế này anh em nha. Đó, giá nó không phải là một xu hướng giảm hiện tại mà giá đang là một xu hướng tăng. Thì để là một cái xu hướng tăng kết thúc thì bắt buộc giá nó phải tạo ra một cái giai đoạn giá nó phải chốc được qua đây, và giá nếu như giá nó không chốc được qua đây thì nó vẫn là một xu hướng tăng. Và nếu như mà mình tìm kiếm một cơ hội mình bán xuống á, thì nó không có tác dụng gì hết anh em ha. Rồi ok, thì lúc này á thì tiếp tục là giá nó đi xuống như thế này. Rồi thì anh em có thể nhìn thấy thêm một lần nữa là giá là tiếp tục tạo một cái bounce ở đây. Thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu giá gần nhất để chúng ta giao dịch anh em ha. Thì lúc này mình có thể kỳ vọng được là giá nó chốc qua đây. Thì nó chốc qua đây đồng nghĩa là sao? Nó đã xảy ra một cái cấu trúc như hồi nãy mình có chia sẻ với anh em là giá nó như thế này, nó tạo một cái bounce ở đây. Đó là giá nó đã chuyển giao xu hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm rồi anh em nha. Thì mình sẽ đợi đến khi nào giá nó đóng thân nến hoàn toàn nha. Đâu nến thì nó chỉ là sweat thanh khoản thôi, còn giá nó bắt buộc nó phải đóng thân. Rồi tiếp tục cho giá nó di chuyển. Thì lúc này anh em có thể thấy được là thị trường đã chuyển thành xu hướng giảm rồi. Thì bởi vì sao? Giá nó đã chót qua được cái đáy gần nhất của cái xu hướng tăng hiện tại. Thì lúc này mình sẽ chờ đợi cái gì? Mình sẽ chờ đợi cho đến khi nào giá nó quay lên cái vùng này. Thì đây là cái swing, đây là swing của toàn bộ cái xu hướng giảm. Rồi thì đây là swing, thì mình sẽ đánh dấu nó là cái swing 2. Rồi ok anh em ha, giá nó sẽ là cái swing 2 và mình sẽ target về đâu? Đầu tiên mình sẽ đặt ngay một cái lệnh limit. Thì bởi vì sao trong cái đây mình limit được? Bởi vì nó đã có confirm entry rồi, thành ra mình không có gì phải sợ cả. Đó thì mình sẽ target về đâu? Mình sẽ đầu tiên target 1 của mình chắc chắn phải là ở đây nha, phải là cái đáy này, bởi vì cái đáy này nó vẫn có khả năng giữ được giá rất là cao. Và cái target 2 của mình là cái vùng, những cái vùng nằm ở bên dưới. Rồi ok, bây giờ cho giá nó chạy lên nha. Thì anh em thấy không, ngay lập tức giá nó đã chạm lên đúng cái vùng swing 2 của mình. Thì bởi vì sao mình lại chọn cái vùng swing này? Bởi vì cái lý do đầu tiên là mình sẽ đo toàn bộ con sóng này. Thì cái vùng sụp, cái vùng swing 2 và cũng là cái vùng supply, nó nằm trên cái vùng discount. Đúng rồi, nó nằm trên cái vùng discount và nó đang nằm trong cái vùng premium, nên thành ra là mình có thể tìm kiếm được cái lệnh sell xuống. Và cái lý do thứ hai mà mình lại timing cái vùng này là anh em có thể thấy được là dưới nó có để là một cái thanh khoản rất là lớn luôn. Đây là cái imbalance. Thì cái imbalance này nó sẽ có tác dụng để nó cộng hưởng cho cái supply này nó càng có uy tín để cho anh em có thể timing cái lệnh anh em bán xuống anh em ha. Rồi và cái thứ ba, thì cái này cái kỹ thuật nó hơi nâng cao thì mình chỉ chia sẻ sơ sơ thôi. Thì nếu như mà những anh em nào quan tâm á, thì sắp tới mình sẽ cho ra một cái chuỗi series khá là hay về cái phương pháp giao dịch theo cái hiện tại của mình ha. Thì anh em có thể thấy được là cái vùng demand này nó đã bị toàn bộ cái vùng supply nó đã control lại, nó đã control lại thị trường rồi, nên lúc này là mình chỉ có bán chứ không mua anh em nha. Rồi ok, thì bây giờ cho giá nó chạy nè. Thì anh em thấy không, ngay lập tức là giá nó đã giảm xuống cực kỳ mạnh luôn. Rồi ok ha, thì cuối cùng là cái lệnh này nó cũng đã đạt được như cái target mong muốn. Thì nếu mà những anh em nào khi mà giá nó rớt qua đây thì anh em có thể tìm kiếm được những cái vùng supply phía bên trên, anh em tiếp tục làm một cái động tác là chúng ta bán xuống thôi. Rồi thì ok, thì mình cũng kết thúc cái video ở đây là cái cách hướng dẫn anh em giao dịch đồng pha hai time frame như thế nào. Thì mình sẽ sử dụng thêm ở đây á, thì mình sẽ sử dụng thêm những cái kỹ thuật như sau. Đầu tiên á, là time frame sẽ là cho chúng ta cái đường đi của giá, cái low time frame nó sẽ cho chúng ta được là xu hướng đồng pha. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm cái kỹ thuật là chúng ta sẽ dùng đến cái công cụ BD, discount và premium. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết hợp thêm những cái vùng supply và demand để cho ra một cái lệnh nó chắc chắn nhất. Thì mình cũng hy vọng là qua cái video này anh em sẽ hiểu thêm được cái cách mà hiện tại mình đang giao dịch ở trên thị trường là như thế nào. Và nếu như mình trong video này nó có quá là nâng cao đối với anh em thì anh em có thể để lại comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ lại từng bước mình giao dịch như thế nào. Rồi, chào tạm biệt mọi người.